Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được chào đón ngày mới cùng quý vị và các bạn trong bản tin thời tiết 6 giờ sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, trạng thái khô ráo và ít mưa vẫn sẽ duy trì ở các tỉnh thành miền Bắc trong hôm nay do không khí lạnh đang suy yếu và lệch đông đã tạo điều kiện cho vùng áp thấp ở phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần phạm vi hoạt động. Nên là sáng nay thì thời tiết tại các tỉnh thuộc Bắc Bộ chủ yếu chỉ có sương mù và mưa nhỏ ở vài nơi với lượng thì không đáng kể. Nhiệt độ cũng đều tăng lên và đang dao động ở mức là từ 15 cho tới 18 độ. Khoảng trưa chiều nay ở các tỉnh miền Bắc sẽ có nắng xuất hiện và nhiệt độ khu vực vẫn ổn định ở trong khoảng từ 20 cho tới 24 độ. Với khu vực Tây Bắc Bộ là nơi mà tiếp giáp với vùng áp thấp thì sẽ còn có nhiệt độ tăng cao hơn, phổ biến ở mức là từ 23 cho tới 26 độ. Và một vài nơi thì mức nhiệt còn tăng lên là 27 cho đến 28 độ. Trạng thái tạnh ráo ấm áp này sẽ duy trì cho đến hết ngày hôm nay, bởi vì từ đêm nay cho đến sáng ngày mai thì khối không khí lạnh lại tăng cường mạnh mẽ trở lại và sẽ gây ra tình trạng giảm nhiệt cho Bắc Bộ. Đặc biệt là trong các ngày 23, ngày 24, trời còn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ nên là trạng thái rét sẽ kéo dài trong ngày và thời tiết phần nào gây trở ngại cho các hoạt động ngoài trời và giao thông đi lại của người dân. Xuôi xuống các tỉnh ven biển Trung Bộ, ngày hôm nay thì toàn vùng sẽ phổ biến là không mưa nên nhiệt độ sẽ có xu hướng là tăng lên. Cụ thể với các tỉnh phía Bắc bao gồm có Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có biên độ nhiệt ngày đêm là từ 18 cho đến 24 độ. Trong khi đó ở khu vực Trung Trung Bộ bao gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng cho đến Quảng Nam, Quảng Ngãi nên nhiệt độ cao hơn khoảng 1 đến 3 độ. Mức nhiệt cao nhất ngày sẽ là từ 25 đến 28 độ. Và phần còn lại, từ Bình Định trở vào cho tới khu vực của Bình Thuận thì có nơi nền nhiệt độ sẽ cao hơn cả với mức nhiệt độ trưa chiều phổ biến là từ 29 cho tới 32 độ. Thời tiết ấm áp và ít mưa tại Trung Bộ sẽ thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân khi bắt đầu bước vào một tuần làm việc mới. Tuy nhiên, từ ngày mai 23 và ngày 24 tháng 2 thì đới gió Đông Bắc sẽ hoạt động mạnh trở lại và kết hợp cùng với điều kiện địa hình sẽ khiến cho mưa rào với lượng khá lại tái diễn ở khu vực từ Thanh Hóa kéo dài cho đến tận Quảng Ngãi nên nhiệt độ cũng lại giảm xuống. Lui xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày hôm nay thì thời tiết nói chung là biến đổi không quá nhiều, trời vẫn phổ biến không mưa và có nắng nhiều vào ban ngày, nên nhiệt độ ngày ở Tây Nguyên vì thế mà sẽ giữ ở mức cao từ 29 cho tới 32 độ. Trong khi ở các tỉnh Nam Bộ thì nhiệt độ sẽ là từ 32 cho tới 35 độ. Một số nơi ở khu vực phía Bắc miền Đông như là tại Biên Hòa, Đồng Phú hay là ở tỉnh Bình Dương thì nhiệt độ sẽ còn có thể cao trên 35 độ khiến cho trời khá nóng nóng. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu nên là trong ngày hôm nay gió trên khắp các vùng biển sẽ còn suy giảm hơn về cường độ. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như là vùng biển phía Bắc của Biển Đông bao gồm có cả quần đảo Hoàng Sa, gió trên khu vực này chuyển hướng đông đến đông nam với cường độ chỉ khoảng cấp 3, cấp 4, sóng biển đều dưới 2 mét, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động trên biển của bà con ngư dân. Tuy nhiên thì các tàu thuyền đang hoạt động tại đây cần phải lưu ý, vì đêm nay trở đi trên khu vực này thì gió đông bắc cũng sẽ hoạt động mạnh dần lên, gây biển động và sóng lớn. Còn tại khu vực giữa và nam của Biển Đông, bao gồm có cả quần đảo Trường Sa thì gió vẫn thịnh hành theo hướng đông bắc, nhưng mà cường độ chỉ khoảng cấp 4, cấp 5, sóng biển dưới 2 mét. Ngoài ra trên khu vực này, đôi lúc thì vẫn còn tồn tại những đám mây đối lưu gây ra hiện tượng mưa rào và dông ở vài nơi. Tuy nhiên thì mưa chỉ xảy ra thoáng qua nên là cũng ít gây trở ngại đến các hoạt động của tàu thuyền diễn ra trên biển. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng của kênh VTC14. Chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.